vị, xin các em cứ đứng yên như vậy ha, gọi lại chút xíu. Hôm nay thì chị trưởng Phương Mai không có mặt ở đây. Phương Mai không mặc áo lam. Mời chị trưởng Phương Mai, xin mời chị trưởng Khánh Trang, xin mời chị Joanne. Một cái tiết mục một cái tiết mục múa rất là dễ thương do quý chị đã mà hướng dẫn các em, mời ra trước rồi để mà quý anh chụp hình không thì nhưng mà anh Vũ Nam